Thế thì chúng ta thấy biết rằng rồi, đối với các cái tổn thương mạch vành vô hóa với những cái mạch vành vô hóa, chúng ta sẽ được đánh giá đó là những cái mạch vành ví dụ trên phim cắt lớp, chúng ta thấy những cái tổn thương vô rất là nhiều, đúng không ạ? Thấy rõ. Xin lỗi, chúng ta thấy những cái điểm vô ở đây, đúng không ạ? Vô rất nhiều, cả ba động mạch vành đều có những cái điểm vô rất nhiều. Thì rõ ràng đối với các bác sĩ tim mạch can thiệp thì đây là những thách thức rất lớn đấy. Nó giống như chúng ta một người rất là nhỏ bé mà đẩy một cái tảng đá khổng lồ mà không thể nào chúng ta vượt được qua những tổn thương đó. Để khi chúng ta để giúp chúng ta có thể đẩy những thiết bị để đưa qua được cái để can thiệp được một động mạch vành thành công, đúng không ạ? Thì đây ví dụ đây là một cái ca mà cũng chung trong thực hành lâm sàng chúng ta cũng rất là hay gặp, đúng không ạ? Một cái tổn bệnh nhân bị tổn thương cả ba nhánh động mạch vành, bên phải thì tổn thương mức độ vừa phải, chưa nhiều lắm, nhưng bên trái thì động mạch mũ thì có một nhánh đã bị tắc mất rồi, đội em tắc đoạn xa bị hẹp khít, đồng thời là chúng ta thấy động mạch liên thất trước vô hóa rất là nhiều. Thì đây là tại sao để vô hóa nhiều, bởi vì là khi chúng ta chưa bơm thuốc cản quang, chúng ta thấy cái động mạch vành đã hiện hình đi rồi, đúng không ạ? Toàn bộ cái bề mặt bọc bên ngoài chính là cái mảng vôi bọc kín bên ngoài, và đây là cái động mạch vành của bệnh nhân bên này. Khi sau khi đã được bơm thuốc cản quang vào thì thấy là vôi nhiều và lan tỏa suốt từ đoạn gần lỗ vào đến gần đến đầu đoạn đến giữa đoạn hai của động mạch liên thất trước, đúng không ạ? Và cái trong cái giường mạch này thì các bác sĩ làm tim mạch can thiệp chắc cũng thấy tương đối là không thích lắm, bởi vì là cái mạch nó không được to lắm, mạch không được to, nó khá nhỏ và sơ xác hết cả ba nhánh mạch. Thế tuy nhiên bệnh nhân đau ngực rất nhiều thì bắt buộc chúng ta phải lựa chọn một trong hai khả năng, một là mổ bắc cầu nối giống như bác sĩ Bình đã vừa trình bày vừa rồi, hoặc là chúng ta can thiệp động mạch vành thì bệnh nhân đã lựa chọn cái quyết định là can thiệp động mạch vành, đúng không ạ? Thế thì đối với những cái tổn thương vôi kiểu như vừa rồi thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều các thách thức khi chúng ta làm can thiệp. Đó là chúng ta có thể thách thức tất cả mọi khâu, từ khâu mà đẩy quả bóng qua tổn thương cũng chưa chắc là đẩy qua được, mặc dù những quả bóng rất bé. Hay có những cái tổn thương hẹp khít mà chúng ta có thể dùng đến hàng chục quả bóng nong các kích cỡ khác nhau, thậm chí là những quả rất là nhỏ, ví dụ đường kính 0.8mm, 1.0mm đẩy qua những không thể đẩy qua được. Đấy. Và sau đó thì đã đẩy qua được rồi thì chúng ta lại gặp trở ngại là đã đẩy được quả bóng, đã thở phào một chút rồi, thế nhưng mà lại không thể lên được, không được lên được quả bóng được. Như vậy là cái tổn thương cũng không thể nào mà nở ra được. Đấy, và cái trên hình ảnh chụp chúng ta thấy những thắt eo của bóng lại, chúng ta không nở được quả bóng. Và do vậy mà chúng ta sẽ không chuẩn bị tổn thương mạch vành một cách tốt được, đúng không ạ? Và khi như vậy chúng ta sẽ không đẩy stent qua được tổn thương sau khi nong bóng. Hay sau khi chúng ta dùng một loạt các loại bóng, từ bóng nhỏ nâng cấp dần đến những quả bóng to hơn, nhưng chúng ta thấy là chúng ta không thể nào mà đẩy stent qua được, đúng không ạ? Khi đó chúng ta sẽ có thêm nhiều cái phụ kiện nữa để trợ giúp đẩy stent. Thế tuy nhiên đẩy cũng vẫn không đẩy được. Thì như vậy mà sau khi chúng ta đẩy được stent rồi, đến đúng vị trí rồi, lên stent thì lại để lại hậu quả đó là cái stent không áp thành tốt. Mà câu chuyện stent không áp thì tốt sẽ dẫn đến những cái tái hẹp stent hoặc là huyết khối trong stent về lâu dài, đúng không ạ? Thì chúng ta đều không mong muốn những chuyện này xảy ra. Hoặc là một cái số biến cố khác trong quá trình đẩy dụng cụ, chúng ta làm gãy mắt stent hoặc là rơi stent, đúng không ạ? Đấy là những cái rất là thảm họa khi mà chúng ta làm can thiệp động mạch vành. Thế thì để đối phó với những các cái tổn thương vô hóa như vậy thì chúng ta đã có một số các cái biện pháp để chúng ta có thể cố gắng để giải quyết được vấn đề. Trước hết chúng ta dùng cái quả bóng gọi là bóng cutting balloon, đúng không ạ? Đây có những quả bóng thiết kế rất đặc biệt. Bình thường chúng ta thấy là đối với cả như quả bóng bình thường, chúng ta sẽ lên quả bóng và nó sẽ là một cái quả bóng bằng plastic, đúng không ạ? Sau đó sẽ lên quả bóng căng ra áp mảng sơ vữa vào sát vào cái lớp ngoài của thành mạch, và qua đó giúp chúng ta đặt stent, đúng không ạ? Thì đối với quả bóng cutting balloon là gì, thì trên cái thân bóng này họ gắn những cái lưỡi dao bằng thép siêu nhỏ, đúng không ạ? Đấy, họ ví dụ họ chia quả bóng này, họ gắn ba cái con dao, ba lưỡi dao trên một cái lưỡi dao chung, đồng thời là mỗi lưỡi dao lệch nhau 120 độ. Như vậy trên quả bóng này có ba cái hệ thống lưỡi dao đấy, và tùy theo kích cỡ của bóng mà có thể có hệ thống có hai lưỡi dao hoặc là ba lưỡi dao gì đó, tùy theo cái độ dài của quả bóng. Cái khi bình thường thì khi quả bóng xẹp thì những plastic nó sẽ bọc cái lưỡi dao này lại, và chúng ta sẽ không đẩy qua tổn thương rất là dễ. Ngay sau khi chúng ta đẩy qua tổn thương rồi, chúng ta mới lên quả bóng, thì khi đấy các lưỡi dao nó được tung ra, và khi đó sẽ khắc vào cái mảng, những cái lưỡi dao này có tác dụng nó khắc sâu vào cái mảng sơ vữa, thậm chí làm cho vỡ những cái miếng vôi ra, đúng không ạ? Thì đấy là cái vai trò rất lớn của bóng. Khi đó chúng ta mục đích làm sao mà cái vôi vỡ ra thì chúng ta mới có thể đẩy thiết bị qua được. Thế tiếp nữa là họ này cũng là một cái loại lưỡi khác, nhưng mà họ dùng gọi là scoring balloon. Thì cái loại này thì họ sẽ được dùng, đó là những cái thanh thép họ quấn trên cái bề mặt quả bóng như này. Đấy, quấn thành một dạng lưới như thế này. Thế khi đó, trong khi chúng ta lên quả bóng thì sẽ những cái lưới thép này sẽ tác dụng
cũng làm phá vỡ cấu trúc vôi của tổn thương, đúng không ạ? Thế tuy nhiên là những cái cutting balloon và scoring balloon thì nó cũng đem lại một số kết quả tương đối tốt. Thế tuy nhiên đối với những tình huống mà nó vôi từ mức độ trung bình hoặc nhiều trở lên thì nó lại tỏ ra rất nhiều hạn chế, vì bản thân những cái quả bóng này rất là cứng và khó mà có thể đẩy qua tổn thương được, đúng không ạ? Thế chính thế mà phải đưa ra những cái thiết bị có cái tính năng mạnh mẽ hơn nữa. Thì trước hết chúng ta sẽ đi vào những cái mũi khoan mảng sơ vữa. Thì những cái mũi khoan có cái cấu trúc đó là một hình elip, đằng đầu phía trước tiến về phía trước ấy, thì họ bọc với những tinh thể kim cương, đằng phía sau chân nhắn và gắn vào cái hệ thống nối với khí nitơ để làm cho cái mũi khoan đó có thể quay được, quay tròn với tốc độ rất cao. Thì khi đây là một cái cấu trúc của một đầu mũi khoan, đây là hình elip, đằng trước là bọc những cái tinh thể kim cương, đằng sau là thép trơn nhẵn không gì. Thế thì khi mà cái mũi khoan quay với tốc độ rất là lớn, có thể lên tới 200.000 vòng trên một phút, quay tít thò, thì như vậy nó sẽ có tác dụng cái phía đầu xa của nó, cái đầu xa của nó khi mảng sơ vữa nó khoan thế này thì nó sẽ làm cho mảng sơ vữa vôi hóa nó sẽ bị mài ra thành những cái phần tử rất nhỏ, thậm chí là nhỏ hơn rất nhiều so với cả tế bào máu. Đây ạ, đây là các tế bào máu, ví dụ hồng cầu ở đây. Thì những cái mảnh nhỏ chúng ta thấy nó chỉ li ti bé tí tí này thôi ạ. Đây là những cái tiểu cầu bé như này, mà cái những mảnh nhỏ bé chút như này. Như vậy là khi mà những mảng sơ vữa đó do tác dụng của khoan nó mài mảng sơ vữa ra thì nó làm cho những cái mảnh đó bay ra xa và nó sẽ được tái hấp thu theo dòng tuần hoàn qua hệ thống mà không gây tắc mạch gì được xa cả. Thì ví dụ đây là một cái sơ đồ để giúp cái đây là một cái video clip thì đánh giá là xem cái khoan mảng sơ vữa nó hoạt động như thế nào. Thì đây là một cái cho các bạn mà cũng mới có thể chúng ta cũng biết được. Thế khi thì đây là một cái tổn thương mạch vành ở trong tim, đúng không ạ? Thế khi chúng ta chụp mạch lên, chúng ta phát hiện ra một cái tổn thương khá là vôi ở trong cái mạch vành, và người ta thống kê là khoảng độ cỡ độ 30-40% gì đó là trong tất cả các mạch vành khi tác nghiệp sẽ gặp tình trạng vôi hóa khá là nhiều. Thế thì sau đó chúng ta sẽ dùng một cái hệ thống có gọi là hệ thống khoan mảng sơ vữa. Thế cái đầu mũi khoan nó quay rất nhanh trên một cái hệ thống ống, đúng không ạ? Trên một cái dây dẫn. Thế sau đó thì cái hệ thống dây dẫn này rất là dài, độ nối với cả một hệ thống máy bên ngoài rất là dễ sử dụng thôi. Nó có một cái tay và một cái núm này giúp chúng ta tiến lùi để làm sao cho cái đầu mũi khoan nó có thể di chuyển theo cái điều khiển của chúng ta ở bên ngoài, đúng không ạ? Đây là cái màn hình hiển thị của nó sẽ cho chúng ta biết tốc độ của cái vòng xoay là bao nhiêu vòng trên một phút. Ví dụ đây là 149.000 vòng trên một phút. Thì đằng sau là các cái rắc nối vào các cái hệ thống điều khiển cũng như là hệ thống gắn vào cái bình khí nitơ để cho nó cái này nó quay bằng khí, tức là cái tua bin này nó được quay bằng khí nitơ. Đấy, thì đây là cái tổn thương vôi trong lòng động mạch vành. Chúng ta sẽ đưa một cái dây rồi gọi là dây khoan qua, và đây là đầu mũi khoan sẽ được khởi động với quá trình khoan. Chúng ta sẽ khoan từ từ một chút một. Đây là những cái mảng nó bị mài cái mảng sơ vữa vôi ra thành những cái phần tử rất nhỏ, sau đó nó lần ra sẽ nó bay đi xa, nó thu hết vào trong lòng máu. Đấy, chúng ta sẽ khoan. Đấy, chúng ta sẽ khoan thành công cái mảng sơ vữa. Thì tùy theo cái mức độ khoan mức độ vôi hóa cũng như là cái đường kính động mạch, chúng ta có thể khoan cái mũi khác nhau. Ví dụ đầu tiên có thể dùng nó hẹp quá, dùng một cái mũi khoan nhỏ nhỏ ta sẽ khoan trước. Sau khi chúng ta khoan xong thấy vẫn còn tương đối nhỏ, chúng ta sẽ dùng cái mũi khoan to hơn thì ta nâng cấp lên, chúng ta khoan rộng cái lòng mạch ra. Và sau khi chúng ta đã khoan xong thì công việc đặt stent đối với chúng ta sẽ tương đối là thuận tiện hơn rất nhiều, đúng không ạ? Thì đây là cái vai trò của mũi khoan. Thế thì tại sao cái mũi khoan nó có cái vai trò tốt như vậy, đúng không ạ? Bởi vì là nó do cái cấu trúc của nó có những cái mảng tinh thể kim cương trước, do đó nó sẽ có cái tính khoan cắt mang tính chọn lọc, và khi nó quay tròn trên một cái trục trên một cái dây dẫn như vậy, nó sẽ triệt tiêu hết cái lực ma sát theo trục dọc, như vậy là chỉ theo tiến lùi về phía trước thôi, chứ còn lại không có ma sát gì sang hai bên cả, bởi vì nó quay rất là tít. Đấy, thì cái khi mà cái mảng sơ vữa có cái mô đàn hồi hoặc là không đàn hồi, tức là những mảng vôi đấy, thì nó chỉ khoan những cái mô không đàn hồi thôi. Giống như chị em đi ra làm móng tay, đúng không ạ? Khi mà người ta dùng cái rũa móng tay chỉ có rũa phần móng mà không rũa phần thịt, đúng không ạ? Hiện tượng như vậy thì cái mũi khoan này cũng chỉ rũa những cái mảng sơ vữa vôi, chứ nó không rũa vào những cái phần đàn hồi khác. Ví dụ như lòng mạch bình thường nó sẽ không khoan vào đó, đúng không ạ? Do vậy nó sẽ cắt tất cả những cái mảng sơ vữa không đàn hồi. Khoan có tính chọn lọc, thành mạch lành sẽ không khoan mà chỉ khoan các cái mô cứng mà thôi, và nó sẽ ưu tiên cắt những cái mảng sơ vữa. Thì như vậy là các cái bệnh nhân mạch vôi hóa, đặc biệt là mạch vôi hóa nặng, hoặc là sau khi chúng ta nong bóng thất bại, hoặc là những trường hợp mà tái hẹp trong stent, hoặc là những cái bệnh nhân mà tái hẹp đi tái hẹp lại, đặt quá nhiều lớp stent, bây giờ lại tái hẹp trở lại nữa, chúng ta có thể khoan, dùng cái khoan này chúng ta khoan để bào hết những kim loại, những stent cũ, bay hết cả những kim loại cũ đi để chúng ta đặt stent mới, hoặc là nong bóng phổ thuốc gì đó tùy theo cái chỉ định của chúng ta.
Thì chúng ta sẽ đây là cái sơ đồ nhỏ nhỏ thôi để giúp chúng ta lựa chọn. Ví dụ là những trường hợp vôi nhẹ, chúng ta nhìn thấy nó vôi nhẹ nhàng và cái bờ vôi trên iVerse nó nhỏ hơn 90 độ, thì chúng ta có thể PSI thần quy, giống như dùng cái bóng áp lực cao bình thường là có thể nong mảng sơ vữa được. Những cái trường hợp mà vôi vừa, cái diện tích cái vôi đó chiếm khoảng 180%, 180 độ của cái chu vi lòng mạch, thì chúng ta có thể nong bóng áp lực cao, hoặc là chúng ta dùng cắt tinh balloon, hoặc là chúng ta dùng rota ablator, tức là những khoan mảng sơ vữa để cho chúng ta giải quyết cái chỗ vôi hóa đó. Và đặc biệt những trường hợp vôi hóa nặng chỉ có chỉ định rota ablator, tức là chúng ta phải khoan mảng sơ vữa đó, mà chúng ta khó mà có thể dùng được những cái dụng cụ ví dụ cắt tinh balloon hoặc scoring balloon, đúng không ạ? Thì và chúng ta là tuy nhiên là chúng ta cũng không là thấy hồ hởi quá, là mọi trường hợp chúng ta đang đều khoan, thấy cái mạch là chúng ta cái này chắc chắn làm được, và chúng ta sẽ mang khoan ra chúng ta khoan. Như vậy chúng ta sẽ phải tránh khoan những cái mạch mà có giải phẫu không phù hợp, ví dụ là mạch xoắn vặn nhiều, hoặc là mạch nó gập góc đáng kể đấy, hoặc là những cái vì những cái mạch vôi và góc như vậy nó sẽ làm tăng nguy cơ là chạch hướng cái quai, mà khi đó cái quai đó nó sẽ làm cho cái dẫn theo cái đầu mũi khoan, nó khoan thậm chí là khoan thủng cả cái mạch máu của bệnh nhân, hoặc là gây lóc tách động mạch vành rất là nhiều. Thì như vậy chúng ta phải hết sức lưu ý là trong lựa chọn bệnh nhân nó cũng tương đối phù hợp để chúng ta có thể khoan động mạch vành. Nhưng trường hợp mạch nó quá vôi từ đầu đến cuối, mạch gập góc hoặc xoắn vặn nhiều, thì thôi có lẽ chúng ta tính điểm sanh tắc rất cao thì thôi mời các bác bên phẫu thuật có lẽ sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không cố quá trong trường hợp mà mạch vôi như vậy. Thế thì tiếp theo nữa là cũng có một cái hệ thống khoan khác, nó khác với cả hệ thống chúng ta đang dùng hàng ngày. Thì đây gọi là cái hệ thống khoan với cái mũi khoan mà nó gọi là lệch tâm, tên là cái orbital, đúng không ạ? Thế thì cái này, đây là cái những cái mảng sơ vữa ở trong lòng mạch, đúng không ạ? Mảng vôi hóa rất nhiều, trông như những cái đỉnh núi, đúng không ạ? Mà chúng ta rõ ràng là khi chúng ta đẩy bóng hay gì đó, những cái đỉnh núi này sẽ mắc kẹt, chúng ta không thể nào mà đẩy dụng cụ qua được những cái khe, những cái mảng canxi đó. Thế thì cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng luồn một cái dây gọi là cái dây khoan qua mảng sơ vữa. Đây là luồn dây khoan xong rồi, đúng không ạ? Sau đó mũi khoan được để đến. Nhưng mà chúng ta thấy cái mũi khoan này nó khác, đúng không ạ? Nó quay, nó cứ lệch tâm, nó như là cái nó quay cũng không biết diễn tả được gì, chỉ biết là dùng cái từ lệch tâm thì nó khoan cái mũi khoan đấy. Và nó chỉ có một phần cũng gắn tinh thể kim cương như vậy, đúng không ạ? Một phần nhỏ gắn tinh thể kim cương là cái phần anden đây. Sau đó là mũi khoan. Đấy, chúng ta khoan lên, kéo đi kéo lại nhiều lần để cho cái mảng sơ vữa nó cũng tương tự tính chất như vậy, nó sẽ đánh tan cái mảng sơ vữa, nó bào mòn cái mảng sơ vữa đó ra những phần tử nhỏ. Và khi chúng ta có thể rất là nhanh chóng nâng cấp, đúng không ạ? Cùng cái thiết bị đó nó sẽ nâng cấp cái độ rộng của cái mũi khoan lên rất là nhiều. Đấy, chúng ta khoan tận bên ngoài nữa, quay tít để cho sao khoan được cái mảng sơ vữa. Đấy, chúng ta sau khi khoan xong, chúng ta thấy một lòng mạch trên sơ đồ có vẻ tương đối đẹp, nhưng không biết ngoài thực tế đẹp không, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng trong sơ đồ rất là đẹp. Đấy, và chúng ta thấy là những cái phần tử rất nhỏ, đúng không ạ? Đấy, nó tạo những phần tử màu trắng ấy, rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với cái tế bào máu. Do vậy chúng ta ít hết sự yên tâm là không sợ những cái phần tử đó do khoan hay cái tắc mạch. Và sau khi khoan xong thì chúng ta dễ dàng đặt cái ống stent vào để thông mạch cho bệnh nhân, đúng không ạ? Thế thì cái mũi khoan theo cái kiểu khoan lệch tâm này, nó có cái ưu điểm, đó chính là nó làm không làm mất cái dòng chảy của mạch vành trong khi khoan, đúng không ạ? Tức là trong khi khoan là dòng chảy của trong lòng mạch nó vẫn có như bình thường. Thì điều này khác hẳn so với cả cái mũi khoan của cái thiết bị hình elip chúng ta đằng trước đấy. Và chúng ta cũng có cái nữa, đó là cái dễ dàng nâng cấp đường kính mũi khoan. Cùng một mũi khoan đưa vào, nhưng khi chúng ta có cái bàn điều khiển, chúng ta sẽ chỉ cần kích vào những cái nút để cho tăng cái độ chu vi của cái khoan lên, hoặc giảm đi, thì hoàn toàn nó trong đó chỉ cùng một mũi khoan đó, nhưng mà sẽ nhận lệnh và nó sẽ thay đổi về cái cấu trúc gập của cái mũi khoan, làm cho nó gập càng nhiều thì nó khoan càng rộng hơn, và duỗi nó ra thì lại khoan ít hơn. Thế như vậy là khá là thuận lợi trong chúng ta trong cái việc là nâng cấp hoặc là muốn khoan nhiều hơn trên mảng sơ vữa. Thế tuy nhiên cái nhược điểm nó chính là cái thiết hệ thống thiết bị nó khá là cồng kềnh, nó không đơn giản như thiết bị cầm tay khoan kia, và thứ hai là giá thành cũng rất là đắt tiền. Do vậy mà hiện tại về tim mạch mới sử dụng cái hệ thống mũi khoan rota ablation với cái mũi hình elip, mà chúng ta chưa dùng hệ thống orbital. Trong cái đó là nhiều cái cơ sở bên Mỹ, mà các cái bạn đồng nghiệp bên nước Mỹ người Việt chúng ta về, anh Khôi Lê anh ấy hay nói là sẽ khoan thiết bị orbital. Cái thiết bị này nó sẽ nói chung nó sẽ mỗi lần thay mũi khoan sẽ đỡ mất công hơn, tuy nhiên giá thành nó đắt, cũng như là cái cách thức sử dụng nó phức tạp hơn. Thế thì tiếp nữa là bây giờ thì sau khi khoan xong thì họ sẽ có, chúng ta sẽ có một người ta nghiên cứu rất nhiều, người ta sẽ xem là cái mảng sơ vữa như vậy đã liệu đã tối ưu hay chưa, và cái khoan này có cái gì đó nó cơ học quá, nó quay nhanh quá, xâm lấn quá hay không. Thế thì họ đã nghĩ ra một cái tình huống nữa là có thể phá mảng vôi bằng sóng siêu, giống như là chúng ta các bạn đi lấy cao răng, đúng không ạ? Lấy cao răng thì chúng ta sẽ cũng phá cái mảng nha chu, những mảng vôi bám ở quanh chân răng ấy, thì bằng cái sóng siêu thì tương tự như vậy. Thì đối với cả mạch vành thì người ta cũng đã nghĩ ra một cái thiết bị gọi là cái
cái thiết bị phát sóng siêu âm để làm tan đánh đánh vỡ cái mảng sơ vữa ra, vôi hóa ra. Thì đây là cái hệ thống gọi là Shockwave. Đấy cũng tương tự như cái tình huống các mạch vành vôi, đúng không ạ? Chúng ta rất là khó trong việc triển khai. Thì khi đó thì ta sẽ đưa một cái thiết bị gọi là quả bóng, đúng không ạ? Quả bóng này sau đó khi nó lên với cả áp lực khoảng độ tầm 4 atmosphere để cho nó cố định vào cái lòng mạch chúng ta đã muốn làm phá mảng sơ vữa đã, đúng không ạ? Thế thì chúng ta để ý là trong cái quả bóng này ấy thì nó có nhiều cái ba cái điện cực đây, đúng không ạ? Ba cái vị trí. Và giống như các bạn điều trị RF ấy, có những cái phát ra năng lượng, đúng không ạ? Thì từ này thì có ba cái đầu phát ra sóng siêu âm. Thế thì khi đó mà sóng siêu âm nó sẽ phát ra. Đấy, chúng ta thấy cái mảng vôi nó vỡ dần ra, đúng không ạ? Vỡ tung mảng sơ vữa ra. Đấy, sau đó thì sau khi vỡ mảng sơ vữa xong, chúng ta sẽ tiếp tục nong bóng cho rộng hơn, đúng không ạ? Để cho nó tái tạo lại cái lòng mạch mà tương đối là tốt. Sau đó chúng ta thu bóng lại như quả bóng bình thường, bóng lại giống y như quả bóng bình thường, nó chỉ có cái bộ phận phát ra sóng siêu bên trong quả bóng mà thôi. Thế sau khi chúng ta nong bóng xong, chúng ta sẽ lại thuận lợi và cho đặt quá trình đặt stent vào cho bệnh nhân, đúng không ạ? Thế thì cái Shockwave này, tức là cái quả bóng mà phá mảng vôi bằng sóng siêu này, thì cũng đã được thử nghiệm trên khoảng độ hơn 200 bệnh nhân với cái thử nghiệm tên là Disrupt. Thế thì họ thấy là cái thành công về mặt thủ thuật rất là tốt, cũng không kém gì so với cả mũi khoan cả. Và thứ hai là những cái biến cố ví dụ như là lóc tách động mạch nó ít hơn rất là nhiều so với cả cái mũi khoan động mạch vành. Thế thì tuy nhiên nó vẫn đang trong thử nghiệm và cũng chưa được các khuyến cáo đưa ra bằng cách chính thức, do vậy chúng ta sẽ chờ đợi khi nào mà có thì có thể chúng ta sẽ có cái thiết bị quả bóng phá mảng vôi bằng siêu âm này và chúng ta sẽ sử dụng quả bóng đó. Thì đối với cái trường hợp mà bệnh nhân thực tế ở như ở viện ca lúc đầu tiên chúng ta đã xem ấy, cái mạch vành nó vôi phức tạp, chúng ta đã dùng kỹ thuật khoan mảng sơ vữa. Đấy, chúng ta sẽ dùng một cái mũi khoan với đường kính 1.25mm, quay tổ 180.000 vòng trên 1 phút. Đấy, và chúng ta sẽ khoan, bên trái là chúng ta là cái mũi khoan, cứ khoan một chút chúng ta lại giật lùi về lấy đà và để khoan tiếp, và có chỗ vôi nặng nhất ở vị trí gập góc này. Vậy chúng ta cũng đã khoan thành công, khoan 3 lần mới thành công được cái mảng sơ vữa này. Đấy ạ, sau khi chúng ta đã khoan thành công rồi thì cái việc đặt stent nó trở lên một cách tương đối là easy hơn, đúng không ạ? Chúng ta có đó hai ống stent nối đuôi nhau từ đến ra đến phủ đĩa hết lỗ vào động mạch lên tất trước và tái tạo được cái động mạch lên tất trước, trông cũng khá là đẹp. Đồng thời là cũng rất là may là có bảo tồn nguyên được cái nhánh đai Conan. Thế thì cái mũi khoan mảng sơ vữa như thế này cũng có một cái vai trò nữa, đó là tránh được cái hiện tượng là sweeping những cái mảng vôi. Ví dụ là khi chúng ta nong bóng bằng những cái áp lực thường, có bóng áp lực cao, nó sẽ có thể là làm sơ vữa, làm mảng vôi từ bên này nó bắn, nó ép sang cái lỗ của các nhánh bên. Thì như vậy đối với cái thiết bị khoan này cũng có một phần giúp chúng ta là sẽ khoan những cái đi rồi thì nó sẽ không có hiện tượng sweeping mảng sơ vữa để chèn mất lỗ bên nữa, và như vậy là cái mạch vành này sẽ được tái tạo lòng mạch một cách tương đối là thành công. Thế thì trên đây là một số cái phương pháp điều trị mảng vôi trong động mạch vành, thì và cũng có những cái biện pháp là hiện tại đang dùng tại viện tim mạch, đó chính là dùng cái quả bóng cutting balloon. Cutting balloon tôi dùng khá thường xuyên, và những cái khoan mảng sơ vữa đã thành thường quy. Ví dụ như năm 2019 vừa qua thì viện khoan khoảng tầm hơn 100 bệnh nhân. Hơn 100 bệnh nhân đó khoan phá mảng sơ vữa thì kết quả cũng thành công, để được stent thành công về mặt thủ thuật là khoảng 100%.